các bạn. Thì trong quá trình sử dụng thì chắc chắn các bạn sẽ gặp những cái lỗi cơ bản như in, và những cái lỗi thông dụng nhất là máy không được giấy. Thì thường thường cái lỗi đó xảy ra khi một là các bạn lắp sai giấy, sai mực cái này, hai là do các bạn chưa để giấy xuống con cảm biến này. Đây con cảm biến như này đó, còn để thấy là con cảm biến sang đen như này. Rồi là máy nó sẽ không hiểu được cái hồ giấy đặt trong máy. Và nếu mà chắc chắn được những cái điều này ok thì mình sẽ hướng dẫn một cách khác là để calip lại hồ giấy này. Phải chức năng là những cái này phải làm đúng. Rồi bên cạnh máy, sau lưng máy nó sẽ có một cái nút nhỏ, chức năng nhỏ này là dùng để fit lại lỗi cổ giấy, căn chỉnh cổ giấy trong máy. Để thực hiện thì các bạn chỉ cần nhấn vừa đúng này thôi, tầm 2-3 giây đó, máy sẽ biết rồi từ điều chỉnh trong cổ giấy. Đến khi nào mà các bạn nhấn nút fit này, enter này, nó ra đúng một con hoặc là đúng một trong khổ, đúng khớp xé là máy đã hiểu được cái hồ giấy của các bạn đang cảnh giới đến giấy. Vâng, đó là cái lỗi cơ bản mà ai cũng phải gặp và mình cũng đã hướng dẫn cách xử lý. Nhưng trong trường hợp các bạn không thực hiện được hoặc là không thành công thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi, bạn đường link bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.